Người bệnh tiểu đường ăn rau mồng tơi được hay không? Rau mồng tơi là một loại rau quen thuộc có giá trị dinh dưỡng cao. Vậy người bệnh tiểu đường ăn rau mồng tơi được hay không? Có lẽ đây là thắc mắc của rất nhiều người. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời trong video của ngày hôm nay nhé! Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn đang cùng thắc mắc với câu hỏi giống Diệp rằng người bị bệnh tiểu đường có ăn được mồng tơi hay không, thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để chúng ta cùng tương tác và thảo luận nhau nhé. Nội dung của video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là công dụng của mồng tơi đối với người bệnh bị tiểu đường. Phần 2 là người bệnh tiểu đường ăn rau mồng tơi có tốt hay không. Phần 3 là những lưu ý khi sử dụng rau mồng tơi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là lợi ích của việc ăn rau mồng tơi. Rau mồng tơi là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều người Việt Nam, có lá mềm và giòn, vị ngọt thanh. Rau mồng tơi có nhiều chất dinh dưỡng như là chất xơ, vitamin C, vitamin A, vitamin K, folate, canxi, sắt, magie, kali, mangan và các chất chống oxy hóa khác. Không chỉ bổ dưỡng cho cơ thể mà rau mồng tơi còn có tác dụng tốt cho sức khỏe như là giúp chậm quá trình phân giải carbon hydrate và hấp thụ đường trong ruột, từ đó giảm mức đường trong máu sau khi ăn, cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và viêm nhiễm, đông máu, ngăn ngừa chảy máu và xuất huyết, giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới, đặc biệt là các tế bào máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, bệnh tim mạch và một số dị tật bẩm sinh. Tiểu đường là một bệnh mãn tính gây ra do sự rối loạn chuyển hóa carbon hydrate trong cơ thể, dẫn đến tình trạng đường huyết cao. Người bệnh tiểu đường cần chú ý đến chế độ ăn uống và kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Vậy thì mồng tơi có giúp ích được gì cho bệnh người tiểu đường hay không? Với những công dụng của rau mồng tơi mà Diệp vừa kể trên, thì người bệnh tiểu đường có thể hoàn toàn ăn rau mồng tơi để cải thiện sức khỏe. Theo một nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy, dịch chiết xuất từ rau mồng tơi có tác dụng chống tiểu đường và allosan gây ra. Nghiên cứu trên lá và dịch nhầy của rau mồng tơi cũng được chứng minh là có tác dụng rất tốt đối với bệnh tiểu đường, giúp hạ đường huyết, giảm khả năng hấp thụ vào máu, ngăn ngừa nguy cơ tăng đường huyết. Ngoài ra, rau mồng tơi còn chứa hàm lượng chất xơ và vitamin C cao, có đặc tính chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của người tiểu đường. Người bệnh tiểu đường có thể chế biến rau mồng tơi thành nhiều món ăn khác nhau như là canh rau mồng tơi. Canh rau mồng tơi là món ăn đơn giản, dễ làm và rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Rau mồng tơi xào tỏi, món ăn đơn giản, thanh mát, giúp bổ sung chất xơ và vitamin cho cơ thể. Canh cua nấu với rau mồng tơi, món ăn quá thơm ngon và tuyệt vời, kích thích vị giác với rất nhiều vitamin khoáng chất, tốt cho người bị tiểu đường. Khi chế biến, người bệnh tiểu đường nên lưu ý không nên nấu quá chín rau mồng tơi, tránh mất đi các chất dinh dưỡng. Ngoài những lưu ý về lượng ăn, người bệnh tiểu đường cũng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn rau mồng tơi. Tham khảo của ý kiến bác sĩ về liều lượng và sử dụng để tránh lạm dụng việc sử dụng rau mồng tơi. Không nên ăn rau mồng tơi sống, dễ gây đau bụng hay các vấn đề về tiêu hóa khác. Không nên ăn rau mồng tơi để qua đêm vì rau mồng tơi để lâu sẽ... Vừa rồi, Diệp đã chia sẻ những thông tin cho bạn và những câu hỏi thắc mắc của bạn là người bệnh tiểu đường có ăn được rau mồng tơi hay không. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp đã chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Và bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.